Thưa quý vị và các bạn, sau khi có vi phạm khuyết điểm trong vụ mobile phone mua AVG và bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật về mặt đảng, ngày hôm nay 23 tháng 7, ông Trương Minh Tuấn đã tiếp tục bị Chủ tịch nước ký quyết định tạm đình chỉ công tác Bộ truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông. trước đó tại cuộc họp ngày 12 tháng 7, Bộ Chính trị cũng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm ký 2016-2021. Đến ngày 18 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo do các vi phạm liên quan đến dự án Tổng công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG. Cũng trong ngày hôm nay, nhiều cơ quan báo chí đã đã đưa tin Ban Bí Thư vừa chỉ đạo Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo, giữ chức bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông, nhiệm kỳ 2016-2021.